Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Fernibai. Để nối tiếp những video về chọn sofa theo phong thủy, trong video này mình sẽ chia sẻ về cách chọn sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ. Như bạn đã biết, thổ tượng trưng cho đất cát, khởi nguồn của sự sống vạn vật. Vậy người mệnh thổ thì nên chọn sofa như thế nào cho phù hợp? Mình sẽ giúp những bạn mệnh thổ có thể chọn được một mẫu sofa ưng ý nhất để phát huy được thế mạnh của mình ngay trong video này. Hãy theo dõi video từ đầu đến cuối để chọn cho mình được một mẫu sofa ưng ý nhất. Để có thể chọn sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ, trước tiên bạn cần phải tìm hiểu đôi nét về tính cách, đặc điểm cũng như người mệnh thổ thì sinh năm bao nhiêu. Như mình đã chia sẻ ở trên, thổ tượng trưng cho đất cát là cội nguồn của sự sống. Vì vậy, người mệnh thổ là những người có tính cách của sự bao dung tha thứ. Đây còn là người rất đáng tin, trung thành, giữ lời hứa. Đặc biệt, người mệnh thổ là những người cẩn trọng trong công việc, có khả năng tổ chức tốt. Người mệnh thổ là những người có năm sinh như sau: Canh Tý 1960, Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976, Đinh Tỵ 1977, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998. Vậy với tính cách và đặc điểm của người mệnh thổ như trên thì bạn nên chọn sofa như thế nào cho phù hợp? Đầu tiên, khi chọn sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ, bạn cần phải cân nhắc đến màu sắc sofa. Khi chọn mua sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ, bạn có thể chọn sofa theo đúng bản mệnh của mình để thu hút nhiều tài vận và may mắn. Cụ thể, đó là những mẫu sofa có màu nâu, da bò hay màu nâu đất, cam đất đều rất phù hợp. Nếu bạn muốn đa dạng về sự lựa chọn màu sắc sofa hay mang đến sự trẻ trung và hiện đại trong không gian phòng khách hay phòng làm việc của mình thì có thể chọn màu sắc sofa theo quy luật tương sinh trong ngũ hành hỏa sinh thổ. Vì vậy mà người mệnh thổ có thể chọn những mẫu sofa có màu thuộc hành hỏa. Cụ thể đó là những mẫu sofa có màu đỏ, hồng, tím. Việc lựa chọn màu sắc sofa theo bản mệnh hay theo quy luật tương sinh sẽ giúp bạn mang đến nhiều tài vận và may mắn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chọn những mẫu sofa có màu khác. Nhưng lưu ý, bạn không nên chọn sofa có những màu tương khắc với mình. Cụ thể như sau. Theo quy luật tương khắc, mộc khắc thổ. Vì vậy mà người mệnh thổ không nên chọn sofa có màu thuộc hành mộc. Cụ thể đó là những mẫu sofa có màu xanh lá, xanh nính hay xanh nón chuối. Bên cạnh đó, thổ khắc thủy. Vì vậy mà những mẫu sofa thuộc hành thủy cũng không phải là một gợi ý dành cho bạn. Cụ thể đó là những mẫu sofa có màu xanh dương hay xanh coban. Sau khi tham khảo và lựa chọn màu sắc sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ, thì tiếp đến, bạn nên xét thêm yếu tố nữa, đó là về kích thước sofa. Sofa vốn là một trong những món đồ nội thất quan trọng. Vì vậy, khi chọn kích thước sofa, chắc chắn bạn nên tham khảo đến thước lỗ ban thợ mộc, hay còn gọi là thước lỗ ban bọc. Về mặt cơ bản, thước được chia làm 8 cung lớn, mỗi cung có chiều dài là 53,625 và thứ tự của các cung bắt đầu từ cung tài, bệnh, ly, nghĩa, quan, nạn, hại, mạng. Trong mỗi cung lớn lại có 4 cung nhỏ với chiều dài mỗi cung là 13,4. Cứ hết 42.9 sẽ lặp lại vòng cung như ban đầu. Sau khi bạn tham khảo và lựa chọn được kích thước sofa cho phù hợp, hãy ghé thăm đến dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu của chúng tôi. Tại đây, Fernibai nhận dịch vụ đóng ghế sofa theo yêu cầu. Bạn có thể tùy chỉnh về kích thước, màu sắc hay chất liệu với chi phí vô cùng ưu đãi, cũng như thời gian đóng ghế sofa theo yêu cầu chỉ từ 3 đến 5 ngày. Việc lựa chọn màu sắc hay kích thước sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ chỉ là một trong những yếu tố mà bạn nên cân nhắc khi set up cho phòng làm việc hay phòng giám đốc. Vậy, bạn nên kết hợp cùng với những đồ dùng nội thất như thế nào để có thể mang đến một không gian hoàn chỉnh cho người mệnh thổ?
bạn có thể treo một bức tranh treo tường hợp phong thủy cho người mệnh thổ. Ví dụ như những bức tranh về đồi núi, tranh hoa mẫu đơn, vạn lý trường thành hoặc tranh phượng hoàng nữa. Hay những bình hoa bằng gốm sứ được nung bằng đất, đây cũng được coi là vật phẩm trang trí cho người mệnh thổ. Những bình hoa bằng gốm sứ hoa văn rực rỡ sắc màu vừa tạo điểm nhấn, vừa tăng tính thẩm mỹ cho phòng khách hay phòng làm việc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng đến một số con vật được làm bằng kim loại như con chó chẳng hạn. Bạn có thể để chúng trên bàn làm việc hoặc một kệ trang trí, đều rất phù hợp mà chúng còn mang lại nhiều tài vận và may mắn nữa. Trên đây, mình đã chia sẻ về cách chọn sofa theo phong thủy cho người mệnh thổ. Nếu bạn muốn được tư vấn kỹ hơn hay có bất cứ thắc mắc gì thì hãy để lại những bình luận ngay dưới video này. Chúng tôi rất sẵn lòng để hỗ trợ và trả lời từng câu hỏi một. Đừng quên like và đăng ký kênh của Furnibuy để theo dõi nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.